khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 9, trạm kiểm soát biên phòng Cổ Lũy thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi đã tiếp nhận hai ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Ngãi và được một tàu cá cùng địa phương kịp thời cứu nạn đưa vào bờ. Theo đó, lúc 10 giờ ngày 4 tháng 9, ông Đỗ Hồng Hoang, 48 tuổi và ông Nguyễn Thu, 43 tuổi, cả hai đều trú tại xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, điều khiển tàu cá QNG94441TS, công suất 125 CV đi từ cửa biển Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ về cửa đại xã Nghĩa An. Khoảng 14 giờ 30 phút, khi tàu hành trình đến tọa độ 15:00 độ Vĩ Bắc, 108 độ 57 độ Kinh Đông, cách cửa đại khoảng 8 hải lý, thì mạn trái tàu bị phá nước. Hai ngư dân trên tàu cá tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thành công nên liên lạc về gia đình xin cứu nạn khẩn cấp, đồng thời đu bám vào canh nhựa trôi dạt trên biển. Tàu đám xuống là hơi anh em là tính không chịu biết không được, sử dụng không được, không kịp. Hơi anh em phải kiếm hơi cái canh linh, cái cột lại hơi anh em đu hơi cái canh là từ lúc đó hầu là hơi giờ mấy, là 14 giờ mấy, đó, rồi hơi anh em nằm dưới nước. Biết tới là 16 giờ ghe của ông Hồi ở đây, ông trong nhà có anh điện về nhà, người nhà có liên hệ với các đồng trộm, lại liên hệ dùm cũng chạy xuống cứu giúp bọn tôi. Nhận được thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cùng với chính quyền địa phương điều động tàu cá QNG97654TS của ông Trần Thanh Hải xuất phát từ cửa đại đi cứu nạn nhân chìm tàu. Sau 2 giờ vật lộn với sóng to gió lớn, khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, ông Hải đã tìm được hai nạn nhân trong tình trạng kiệt sức.